Sau nhiều năm bông lan trứng muối, món bánh thần thánh cũng có nguồn gốc từ Vũng Tàu, làm mưa làm gió tại thị trường bánh ngọt online khắp hai thành miền Nam và miền Bắc. Thì mới đây, một loại bánh khác đã lên ngôi và đã được giới ăn vặt, dân công sở và các bạn trẻ say mê săn lùng. Món bánh mới lạ này có tên là bánh mì phô mai chảy. Bánh mì phô mai chảy hay còn tên gọi của một loại bánh mì mềm, có phần trà bông phủ lên trên bề mặt đầy kích thích vị giác. Khi tách đôi lớp bánh, phần nhân là sốt phô mai trắng, kem béo ngậy, đặc quánh chảy ra sẽ gây ấn tượng mạnh với người thưởng thức ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ tính riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày có hàng nghìn đến hàng chục nghìn ổ bánh mì phô mai được bán ra và tiêu thụ. Với hương vị thơm ngon, vị béo vừa và độ mịn tan chảy ngay từ khi chạm vào miệng hay bánh mì phô mai đã chinh phục rất nhiều người. Dù quá trình ra đời muộn hơn so với những loại bánh khác, nhưng đây là dấu hiệu cho thấy bánh mì phô mai thực sự có những bước tiến vượt bậc trong ngành bánh. Mỗi ngày, số lượng bán bánh mì phô mai càng tăng từ các đơn hàng của các bạn trẻ bán hàng online cho đến các kinh doanh tại tiệm. Nhu cầu khách hàng cũng ngày càng tăng lên nhiều hơn. Điều đó cho thấy sức hút bất ngờ của loại bánh này. Theo nhiều chủ tiệm, chủ cửa hàng bánh và những bạn bán kinh doanh trên mạng, bánh mì phô mai vẫn còn duy trì được độ hot rất lâu nhờ vào hương vị ngon lành vốn có. Bánh mì phô mai là loại bánh có công thức làm không khó, các nguyên liệu lại không hề đắt đỏ. Nếu trừ chi phí nguyên liệu, nhân công, mặt bằng, thì mỗi chiếc bánh bạn có thể thu về lợi nhuận ít nhất là 30%. Vốn ít nhưng lợi nhuận cao đã giúp cho các chủ tiệm bán bánh nhiều hơn các loại bánh khác. Theo nhu cầu, bánh mì phô mai là loại bánh rất được ưa chuộng trong ăn sáng và ăn vặt. Vẻ hấp dẫn của bánh cũng được làm các tín đồ ẩm thực khi liên tục đưa chia sẻ trên mạng xã hội. Bánh có vị béo nhẹ và thơm mùi phô mai, đi kèm đó là vị mặn mặn của trà bông khiến cho các cân bằng vị giác làm bánh ngọt hơn. Giá bán của bánh mì phô mai trên thị trường không quá đắt. So với bánh bông lan trứng muối thì bánh mì phô mai thậm chí còn rẻ hơn. Tùy vào kích thước bánh mà giá bán có thể khác nhau, rất phù hợp cho học sinh, sinh viên, dân văn phòng. Việc chia sẻ bán bánh trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, Instagram cũng đã khiến cho một độ phủ sóng của loại bánh này dày hơn, từ đó có thể khiến cho bánh ngày càng được nhiều người biết đến và mong muốn thưởng thức. Từ những yếu tố trên, có thể thấy được tiềm năng to lớn của bánh mì phô mai. Trong tương lai, nhất định loại bánh này sẽ có khả năng soái ngôi cho các loại bánh khác có doanh thu hàng đầu như hiện nay. Bánh trà bông phô mai giá là 15.000 một chiếc. Hồi nãy thì mình mới mua bên kia, một tiếng bánh rất là ngon, bây giờ mình sẽ thử. Đậm đà hơn, có bơ này, phô mai này, chả bông này, và bánh này thì giống bánh mì sandwich bình thường mình hay ăn, rất là ngon, làm mềm, rất là mềm, thơm, có vị thơm đặc trưng của bột mì lúa mạch. Mọi người có thể thấy phô mai này, bơ này. Bên trong béo cũng là béo, phù hợp với người ốm như mình.